mở nào. Giày này xuất trường à? Quang Phạm, Quang Phạm ngon mà. Quang Phạm là sút 82 người cao, sau quả cuối tuần vừa rồi sút 28 thôi. Mà mở phát thứ hai ra sân trường, phát thứ ba ra Quang Hải, thế là đẹp. Bạn nhầm mới chết. Ô đừng công Phượng nhá. Ô tôi chết mẹ rồi. Ôi, Phượng ơi, Phượng ơi. Rồi xong rồi, này lại phải lên đi săn mấy con còn lại rồi. Còn săn làm sao bây giờ? Đủ. Cảm ơn đoạn phong lưu. À lại rồi. Rồi CM, ôi dồi ôi, nó mà RW phát nữa thì thôi. Nó mà RW phát nữa thì thôi. Như vậy là mình đã không thể có được Quang Hải trong ngày hôm nay. Mình nha, tạm sao mình nha. Cảm ơn Hoàng Võ. Cảm ơn Vũ Ti. Mở trẻ không anh có. Vũ Ti cứ nhắn tin đi nha. Khoảng 30 triệu à? Tạch dần đều. 4-5 phôi làm cái gì? Phun vạch thì nó là phun vạch thôi. Quang Hải, ui, 83 triệu cả. Đặt đi. 83 triệu à? Mua luôn. Mua giải Việt Nam Play bao gồm 3 cầu thủ Công Phượng, Xuân Trường và Quang Hải, ra mắt rất đúng lúc, đúng vào thời điểm mà AFF Cup đang diễn ra. Chẳng cần phải nói nhiều thì nó đã tạo ra một cơn sốt tại máy chủ Việt Nam. Đặc biệt là trong FIFA Live 4, sự ra mắt của các cầu thủ Việt Nam trong game không còn là ra mắt để cho vui như là ở bên FIFA Online 3 nữa, mà tất cả 3 cầu thủ Công Phượng, Xuân Trường và Quang Hải đều là những thẻ có chất lượng, dùng được, AI thông minh và được tạo hình rất chi tiết trong game. Trong bài review lần này thì mình sẽ không nói đến giá cả hay là biến động trên thị trường chuyển nhượng của 3 thẻ cầu thủ Việt Nam. Chúng ta sẽ nói về giá trị sử dụng in-game mà 3 cầu thủ Việt Nam mang lại. Công Phượng, Xuân Trường và Quang Hải sẽ thể hiện như nào trong FIFA Online 4. Nếu như trước đây tại FIFA Online 3, cầm đội hình Việt Nam mà leo lên danh huyền thoại A thì cực kỳ là khoai, phải đối mặt với những hậu vệ, những cầu thủ cao to bên phía đối phương và thường thì những cầu thủ Việt Nam của chúng ta thất thế. Nhưng mà sang tới meta của FIFA Online 4 thì mọi chuyện đã hoàn toàn khác. Những cầu thủ nhỏ con có kỹ thuật, có AI thông minh đã có đất dụng võ hơn nhiều. Bằng chứng là mình đã cầm 3 cầu thủ Việt Nam và leo danh huyền thoại cũng như trụ hạng tại nơi đây không mấy khó khăn. Theo đánh giá của mình thì đây là một nước đi đúng của nhà phát hành, bởi vì các cầu thủ Việt Nam ngoài việc tự hào dân tộc mà họ xuất hiện trong game thì bây giờ họ còn rất hữu dụng nữa. Người chơi, người hâm mộ bóng đá Việt Nam chơi FIFA Online 4 đã không còn sưu tầm những cầu thủ Việt Nam chỉ vì những cái tên, mà họ sưu tầm cầu thủ bởi vì giá trị in-game thực sự của các cầu thủ. Trước tiên thì mình sẽ nói về Công Phượng. Đây là thẻ cầu thủ mà được quan tâm nhiều nhất trước khi mà các cầu thủ chính thức ra mắt. Công Phượng có bộ chỉ số thoạt nhìn qua thì rất đáng mơ ước. Hai chân 55, tốc độ 91, rê bóng 91, dứt điểm lên tới 82 và chỉ số thể chất là 60. Chỉ số ẩn, sút xoáy, tinh tế và qua người. Đây là bộ chỉ số mà khi nhìn vào thì chúng ta thường liên tưởng đến Messi, Neymar hay là Son Heung-min. Nhưng mà thực sự thì vào in-game, Cầu Phượng chẳng giống ai cả. Anh ta dê dắt như Neymar, truyền tù như Lukaku và dứt điểm như là Lord Banner vậy. Tuy nhiên nói thì nói vậy, ba cầu thủ Việt Nam, mỗi người một vẻ và Công Phượng là người gây ra đột biến trên sân nhiều nhất. Đặc biệt là kỹ năng bứt tốc, phá bẫy việt vị và chọn vị trí đỉnh cao cũng như là chỉ số bình tĩnh lên tới 87 level 1. Công Phượng luôn luôn biết cách để làm khổ hàng phòng ngự đối phương. Vấn đề chỉ là khâu cuối cùng khi mà dứt điểm các bạn cần phải thực sự nắn nót. Với chỉ số dứt điểm 83, lực sút 82 và sút xa 83 thì Công Phượng đôi khi làm nên những siêu phẩm, đôi khi anh ta lừa qua các hậu vệ đối phương rồi lừa luôn cả khán giả nhà, lừa luôn huấn luyện viên của anh ta. Thế nhưng đó cũng chính là thứ mà Công Phượng mang lại cho chúng ta, cảm xúc vô bờ bến, không biết điều gì sẽ xảy ra trước mặt. Hên xui nhưng mà vui. Mình sẽ chuyển qua nói về Nguyễn Quang Hải, cầu thủ em út trong bộ ba cầu thủ Việt Nam xuất hiện trong game. Quang Hải có chiều cao khá khiêm tốn 1m68, nặng 65kg. Các bạn biết không, nặng 65kg là cân nặng khá cao của Quang Hải rồi đó. Với thể hình trung bình, chân 5, chân 4, 4 sao skill tương tự như Công Phượng, cùng với bộ chỉ số xanh lè con tắc kè. Thực ra, đây là bộ chỉ số không quá cao nhưng nó rất đều, đều tăm tắp từ A đến Z, khiến cho Quang Hải thể hiện trong sân cứ y như là Messi vậy, giống hệt với Messi mà khác mỗi cái mặt thôi.
cùng với bộ chỉ số mà phòng thủ lên tới 76 ở level 1. Chỉ số ẩn sút xoáy mà tốc độ qua người, qua hải đá đâu cũng tốt, từ vị trí hậu vệ cánh cho đến vị trí ST, đá ở đâu cũng được. Tuy nhiên, với bộ kỹ năng và chỉ số thành phần như vậy thì mình khuyên các bạn nên cho Quang Hải đá ở vị trí CAM hoặc là LAM để tận dụng cái khả năng truyền chọt, tranh chấp cũng như là khả năng dứt điểm của Quang Hải. Quang Hải rút tốt hơn nhiều so với Công Phượng, giữ bóng cũng đầm hơn, chỉ khác một chút là nếu so với Công Phượng thì Quang Hải chậm hơn và dê bóng cũng không dẻo bằng. Ngoài ra thì điểm khác biệt của Quang Hải so với Công Phượng đó chính là những tình huống đá phạt góc hay là những tình huống đá phạt cố định trực tiếp. Với chỉ số đá phạt là 87 và sút xoáy lên tới 89 tại level 1 thì Quang Hải hoàn toàn có thể làm khổ hàng phòng ngự đối phương khi mà đội nhà có được một tình huống đá phạt. Cuối cùng mình sẽ nhắc đến Lương Xuân Trường. Đương nhiên rồi, đây là thẻ cầu thủ Việt Nam có chỉ số tổng quát ban đầu cao nhất trong 3 thẻ cầu thủ CM86, CDM84 và CAM là 84. Cao 1m78, nặng 71kg, thể hình nhỏ, chân 4, chân 5 và 4 sao skill. Tốc độ chỉ có 77 level 1, sút thì 73, truyền 86, dê 85 và phòng thủ 81. Với chỉ số thể chất cũng chỉ có 73. Mặc dù là thẻ có chỉ số tổng quát cao nhất trong 3 cầu thủ Việt Nam, tuy nhiên Xuân Trường lại không nhận được mấy sự quan tâm của các game thủ Việt Nam trước khi mà Xuân Trường thực sự ra mắt. Ấy vậy mà khi được cầm vào Xuân Trường, mình rất may mắn khi mình mở ra Xuân Trường ở ngay ngày đầu tiên, thì mọi những nghi ngờ, mọi những cái sự suy đoán, đồn đoán của chính bản thân mình thôi, mình sẽ lấy cảm nhận của chính cá nhân mình thôi. Xuân Trường hoàn toàn khác biệt so với chỉ số. Anh ta đá hay hơn chỉ số rất nhiều, chạy nhanh hơn, tì đè khỏe hơn, dứt điểm hay hơn, và đặc biệt là khả năng kiến tạo lối chơi của Lương Xuân Trường. Trong những tình huống mà Xuân Trường cầm bóng, truyền bóng, mình không biết là Ronaldinho đang truyền hay là Kevin De Bruyne hay là Modric nữa, tất cả đều hiện diện trong hình ảnh của Lương Xuân Trường. Hãy xếp Xuân Trường đá ở vị trí CM hoặc CAM và các bạn sẽ thường xuyên thấy những đường tỉa má ngoài như là Luka Modric, những đường châm bóng như là của Ronaldinho và những pha tách người tạo khoảng trống y như là Kevin De Bruyne vậy. Có một điều mình muốn nói đó là cả ba cầu thủ Việt Nam đều có thể hình to hơn so với ở bên ngoài. Có lẽ là nhà phát hành cũng đã cố tình nâng thể hình cho các cầu thủ để cho những cầu thủ Việt Nam không bị thua thiệt quá nhiều khi mà vào trong game. Công Phượng thì không được búp nhiều lắm bởi vì bản chất của Công Phượng đó là nhanh, dê dẻo và tạo đột biến bằng những tình huống dê dắt. Quang Hải thì người rất đầm, nhìn y như Messi, mình đã nói rồi. Còn Xuân Trường thì in game rất to. Và chính cái thể hình ưu ái trong game này đã khiến cho những Xuân Trường, Quang Hải hay Công Phượng có rất nhiều đất diễn. Mình hy vọng là sắp tới đây, những cầu thủ Việt Nam khác sẽ lại tiếp tục có mặt trong game và mang lại những cảm xúc y như thế này hoặc hơn như thế này nữa. Nhận định của mình là với những người yêu bóng đá, yêu đội tuyển bóng đá Việt Nam hay là những người yêu FIFA Online 4, chúng ta đều nên trải nghiệm thử qua 3 thẻ cầu thủ Việt Nam tại thời điểm này, chắc chắn sẽ mang lại cho các bạn những cảm xúc vô cùng tuyệt vời. Xin chào và hẹn gặp lại.